Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Beacon Địa Tứ. Trong số video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhau chơi về vị tướng Ngô Ma nhé. Một con tướng có được cho mình cường mượn máu rất là trâu nha. Sa địa thần thú đã được hiệu triệu ra, bớt ra cho mình cái giải khống chế rồi. Anh ta đang bị dính vào cho mình chuỗi CC. Và đó là Chen CC đến từ Ngô Ma, chúng ta có thể bức tử được hai thành bơm đi kia. Nè, lượng máu chỉ còn vài giọt máu mà thôi. Lăng long lóc của Zip tạo ra CC một lần nữa, nhưng Valdez của ấy vẫn có thể oanh kích được. Và ba thành bơm đi kia đều đã bị đốn hạ rồi. Đây sẽ là thành viên thứ tư. Rất may mắn là anh ta còn được cho mình phép bổ trợ Flash để có thể thoát thân khỏi một cái tình huống ngàn cân treo sợi bún như vậy. Chúng ta có đám voi lính và cơ hội để chúng ta có thể lấy được cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của họ. Có hay không đi à, chắc chắn sẽ là không rồi. Các bạn có thể thấy được rằng Violet cô ta rất tinh ý, cô ta rất hên. Nếu như cô ta ở lại giao tranh quá lâu mà cô ta dính phải cho mình cái ấn chú của cái ác hận thì xác suất cao cô ta cũng đã phải lên bảng điểm số luôn rồi. Tôi đang tiến hành đi ganh tại vùng trên này đây, quá khó chịu đến từ bài bị ganh. Những tình huống đâm vào rút ra, những tình huống nhấp nhả đến từ sa mạc bánh kích và sa mạc thần âm, nên nó vô cùng khó chịu. Bật ra cho mình phép bộ trợ suy nhược để có được thêm cho mình khả năng miễn thương. Nè, nhảy vào dùng ra cho mình đi cuối lực người quyết, không tạo ra một nửa sát thương nào cả. Ta ra có được cho mình chiêu cuối là thân thể thép rồi. Sa mạc thần thú đã được triệu hồi ra, nó quá khó chịu, hấp tung làm chấm liên tục, và đó là bộc phá đến từ đàn Bijan. Khí bắt đầu gõ nhưng không tìm được góc gõ trong huống này, quá khó chịu đến từ lô cốt tử quan, và pháo tử quan nó hụt lất rồi. Và Tara vẫn có thể bảo toàn được sinh mạng trong tình huống này. Tại vực bom đen thì sao, đệ tử bên kia chơi dữ quá. Anh em có thể thấy được rằng chúng ta đang đối đầu với anh bạn 75 đệ tứ. 75 là hình như là ở Thừa Thiên Huế hay sao đó. Và đây sẽ là một ván game mà đệ tứ Trà Vinh đối đầu với đệ tứ Thừa Thiên Huế ha. Thực sự thì tôi không có muốn nói bậy, nhưng mà các bạn hãy nhìn cái cách mà Gia Ta đã đặt tên kia kìa. Cô ấy đặt tên là Bé Dâu, và kế bên cái chữ Bé Dâu nó có cái icon khá là thú vị, ngộ nghĩnh và quen thuộc, nhưng tôi không tìm nó ra. Tóc biển lên rất quả cảm và quyết đoán đến từ Bé Dâu. Bé Dâu đang làm cái quần què gì đó, và đây rõ ràng là một tên uống bay ốc chó. Đây rõ ràng là một tên uống bay với chiến thuật là ngờ luôn. Không thể nào chối cãi được, chắc chắn là như vậy rồi. Sa mạc thần thú nhảy vào một cách rất là tự tin và quyết đoán, và sinh mạng của anh ta cũng ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh em có thể thấy được rằng chúng ta đang muốn lấy trụ nhưng không thể nào lấy trụ được, lợi thế khi mà họ sở hữu những cái con Caesar. Và với cái con Caesar được triệu hồi ra, cái đại lộ Caesar nó giúp cho họ có được cho mình cái thế đẩy tốt hơn ở khoảng thời gian này. Và nhiệm vụ của tụi mình là tìm mọi cách để có thể clear đi cho mình con Caesar này càng sớm càng tốt. Mong rằng tất cả những người đồng đội của tôi sẽ thấy được tín hiệu đó và họ sẽ đến giúp sức. Chúng ta hãy tìm mọi cách để tê liệt con Caesar này càng sớm càng tốt thôi nào. Khí thôn ác hận gì đó đến từ bài Zip khỉ đang muốn gõ nhưng không thể nào gõ được. Đó là cân đấu vân và gậy như ý giúp anh ta rơi vào rạng tay Invisible để có thể tàn lên lui binh về. Thiên quân ấn và thiên hỏa trận nó quá khó chịu đến từ bài đi gắt ở một cái góc hẹp như thế. Chúng ta chưa thể nào đánh nhau được, tôi đang cố gắng nhấp nhả bởi vì thần địa xa thú nè. Không cần phải vội bật ra cho mình cái đại địa mở trối bởi vì nó chưa đúng được những cái vị trí trạm địa carry bên phía đội ta mình. Đang tìm một góc nào đó thích hợp để cho đồng đội có thể được chơi vào đét năng biến về. Và đây là búa đỏ làm gió được ba người quay vào búa, có được cho mình một tay xe liền. Đệ tứ đang quay tay trước mặt đệ tứ và đệ tứ đã bị hạ bệ rồi, nhưng đệ tứ vẫn còn sống tại đây và chúng ta tiếp tục quần thảo hỗ trợ cho cô nàng ta ra trong tình huống này. Anh ba báo vẫn có thể đào tẩu được. Khỉ bắt đầu bật lay quay một cái đài và bắt đầu gõ rồi. Sắc đường chí mày của khỉ đang dần nổ nhưng vẫn chưa nổ rồi. Ba thằng người kia đều đã bị rút kiệt đi sinh lực rồi. Chiến thuật của chúng ta nó đã thành công, mặc dù không có hỏa lực đến từ cô nàng Valdez vẫn có thể sống sót được. Vẫn có thể thắng thế được. Các bạn có thể thấy được rằng cái cây búa đỏ của Oma nó thực sự là lợi hại, nó mang lại khả năng làm chọn rất lâu trong giao tranh. Và đây là lúc mà nó cần lắm sự quyết đoán, nó cần lắm những tình huống courageous, những tình huống dũng cảm đến từ Oma là vô cùng cần thiết. Năm thành viên của đội bên kia, sinh mạng của họ đều đã bị bệ rà cả rồi, và như vậy là trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của họ cũng đã bị crackdown. Cơ hội để chúng ta có thể chấm dứt được ván game này chưa, chắc chắn sẽ là đủ hay chưa đây. Còn hai người trên bản đồ nhưng họ không được rồi mấy má ơi, lui về đi mấy má ơi. Làm chóng nào, quá khó chịu đến từ thằng đi ra khoảng thời gian này. Né những tình huống lái gió của đệ tứ là vô cùng hợp lý. Quay trở lại câu chuyện tụi mình về con tướng Oma. Một câu hỏi được đặt ra, làm sao để có thể chơi tốt được Oma? Các bạn đều biết Oma chơi hay hay không là nó sẽ thỏa được cho mình hai điều kiện như sau. Một là chúng ta tận dụng tốt được mình cái cây búa đỏ. Hai là chúng ta quay cái chiêu cuối, quay bạo búa, trúng được càng nhiều đối tượng thì càng tốt. Bạn quay trúng càng nhiều thì cái khả năng sao hay clean, cái khả năng tự hồi phục của các bạn nó lại càng dồi dào, đúng chưa? Thế thì làm sao để có được cho mình cây búa đỏ? Chúng ta sẽ có được cho mình 3 điểm nội tại cuồng giả. Ở trạng thái tiền giao tranh hãy kích trước cho mình 1-2 điểm gì đó, còn sau đó chúng ta cứ việc ngộ biến tổng quyền mà thôi. Một tên uống quần thảo đang xảy ra. Và bảo Shuriken đó là Shuriken đó là có thể chấm hài được cái cô nàng Bé Dâu rồi. Đệ tử đang tới rồi đây, tôi sẽ thực hiện một pha quay tay và pho kích trúng sức mạnh của ba thành viên bên kia. Và một thành viên đã bị hoạn tử, đó chính là bạn Bijan. Thế đẩy rất tốt đến từ khỉ trong tình huống này. Và chúng ta có thể end game hay không đây, nó vẫn đang là một ẩn số. Nhưng chắc chắn được rằng cái trụ bờ bờ nhà chính cuối cùng của họ tại vực bọc lên nó sẽ bị nổ ngay sau đây. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Đội bên kia họ còn 4 người trên bản đồ.
Đệ tử bên kia đang dùng toàn bộ sức bình sinh của mình cho công tác là clearing, và anh ta chấp nhận hy sinh luôn cả cái tính mạng của mình. Tôi vẫn đang cù nhây với các thành viên đội bên kia tại nơi đây, và chắc chắn được một điều, nếu như mà không có bất kỳ một biến động gì đó xuất hiện thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể endgame được đâu đó khoảng chừng 2 phút nữa mà thôi, sau khi mà tụi mình có được cho mình cái con Caesar đó. Đây là Caesar phút thứ 15, nó rất quan trọng, nó là Caesar bóng tối và nó sẽ cường hóa được cho chúng ta rất là nhiều cái thuộc tính. Và sứ mệnh của Uma trong khoảng thời gian này sẽ là cảnh giới để mang lại cái thông tin an toàn cho đồng đội, và không có bất kỳ một đối tượng nào mang một cái tính chất là đe dọa tranh cướp con Caesar cả. Chúng ta đã có Caesar rồi, cùng nhau chờ xem đội bên kia họ sẽ bị rệu nát đi về cái phần sinh mạng như thế nào đây. Violet đang có quá nhiều đồ chơi, cô ấy đang ở vị trí nó easy to handle, còn khó mà có thể đứa nào có thể ăn được mạng của cô ấy. Lấy được dù là con hồi sinh của thằng Na rồi, rất hay rồi nha. Quậy bà búa chọn được ba đứa Uma bắt đầu lưu về à, rất hay đến từ Na. Na ta có được cho mình cái khả năng cơ động và cái sự phò tống đến từ những cái đồng đội của mình. Cho nên sinh mạng của anh ấy vẫn có thể được bảo kết trong tình huống này. Con Caesar đang tiến hành tràn vào. Chúng ta có thể thấy được rằng cái khả năng hồi phục đến từ Uma là vô cùng khủng khiếp, không cần phải vội bật ra cho mình cái mũi. Initian mở đầu cơm bạc rất tốt nên tụi nó có bẻ dầu. Initian sao vào đây bình mà các thằng mình kia. Ủa sao bắn trụ giùm con ông nội ơi, bao lét nhào lộn bắn trụ đi má. Bảo sư các em có điện tử nó quá mạnh mẽ trong tình huống này. Ủa thằng khỉ quần què đúng không? Rồi. Trời ơi, khỉ ơi, khỉ núp lầm ấy. Trời ơi, thằng khỉ nó núp nó làm cái quần què gì vậy? Khỉ ơi là khỉ, mấy thằng bồ của tôi giờ này nó còn ở trong bụi lùm nè. Anh ta lòn lòn ở trong cánh rừng, đây rõ ràng là bồ lòn rồi. Anh ta vẫn đang chờ đợi một cái gì đó tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc có lẽ là anh ta đang muốn tìm những cái hạt ốc chó trị giá là 230.000 một ký bán ở chợ Trà Vinh. Và những hạt ốc chó đó nó đang nằm ở đâu, tôi buộc phải chỉ cho anh ấy. Đây nè, ốc chó nằm ở đây nè khỉ ơi. Anh ta có thấy được điều đó chưa? Anh ta đã bắt đầu thấy rồi, anh ta nên chạy về ngay. Mình đi có được cho mình con tương diếp, khả năng hút lính của nó là rất dữ nha. Rồi, cũng... Ôi khỉ ơi, khỉ, quýnh gì là chết luôn rồi khỉ ơi. Ta đã bỏ lỡ một cái cơ hội có thể được xem là vô tiền khoáng hậu trong bán game này. Nhưng chưa sao, tí hy vọng của tụi mình vẫn còn. Chúng ta đã được tái sinh đầy đủ cả rồi. Với cái thế đẩy đến từ con Megagrep vô hình chung, nó giúp cho chúng ta có được cho mình cái thế chủ động một phần nào đó. Hãy cẩn thận khả năng di chuyển những cái vai trò sát thương chủ lực. Tình hình bên kia họ đang dàn trải lực lượng ra một tình huống solo với con đèn Violet. Violet của ta còn đưa cho mình cái liềm, nhưng đó là một pha lộn cái bờ. Cô ta quá khinh suất được rồi. Hãy nên nhớ được một điều, thằng Na bên kia nó đã đạt được cho mình trạng thái maximum trend 90 mặt sức mạnh rồi đó. Chúng ta không được ý y với đội hình như thế này đây. Họ có Zip, họ có Bijan, những tình huống bắt đo là rất dễ dàng đối với đội bên kia. Giờ phút này đây họ đang muốn giải tỏa áp lực, họ đang muốn lấy đi những cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của tụi mình tại vực đường dưới, tại vực đường giữa luôn nữa. Ta đang bị ép vào một cái thế cùng quẫn, bắt buộc phải chơi búa đỏ làm chó được ba người, quay vào búa chen CC được chồng ra lên cao bên kia, bao nhiêu con vương sinh cao sinh tăng được lúc này. Zip bắt đầu hút lại hai tụi bên kia, bảo sinh cao lên một cái AET nó không còn thốt nữa, dồn sát thương đến từ những cộng đồng chim của nhà ta đang bay gặp màu điện tử bên kia. Ok ngon rồi, xạ thủ mất đi che chắn sát đường lại, thân địa xạ thủ đẩy ra lô cốt tự quan kim quan ống thiên hỏa trần dữ quá, thằng khỉ nó vẫn đang núp lùm tại nơi kia. Ừ, tao tên là gà mà, đúng rồi, cái tên này nó rất hợp với bạn. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp hơn nếu như ở phía trước chữ gà nó có thêm cái chữ shit nữa. Trời ơi, quýnh gì kỳ với má. Zip lăn lòng lóc, anh ta đang muốn end game. Nhưng anh ta chưa phá trụ thì end cái quần què gì nổi. Chắc chắn là như vậy rồi, sự cố gắng nỗ lực đến từ các anh bên kia là đáng khen ngợi, nhưng họ vẫn không thể nào phá vỡ đi cho mình cái thế phòng thủ những hàng trụ cuối cùng của chúng ta. Vẫn còn đó, và tinh hy vọng của chúng ta nó lại khởi sắc hơn lên nữa rồi. Chỉ cần Violet của ta đi cùng với tôi, chỉ cần Violet của ta second emotion của ta hùa theo ngay sau khi mà tôi mở đường máu băng ra cho mình chiêu cuối là bảo búa, là coi như chúng ta có thể end game. Thế đẩy Mega Crab Bang càng vào, tôi sẽ sẵn sàng tăng trụ trong tình huống này. Chỉ còn 3 người trên bản đồ mà thôi, chúng ta có đủ cơ hội, chúng ta có đủ thời gian để có thể chấm dứt được bản game không khi đây là hai nguồn sát thương chủ lực. Hãy cẩn thận cái lô cốt tử quan đến từ cái thằng người đi đáp này đó. Những con Mega Crab nó đang bị rèo nát vì cái phần sinh mạng đi kìa. Chúng ta khó mà có đây được chơi game. Bao sinh kèm qua thằng đệ tử bên kia nó dùng để tháo chạy rút lui. Lúc đó thì pháo bắt đầu bắn ra, pháo đại được bắn ra đến từ cô đèn vào lên. Mega Crab lại tràn vào nữa rồi, cơ hội để chúng ta có thể end game chắc chắn là đây. Nè, dịch chuyển nhảy vào hướng tầng tới vô kết sức mạnh vào rào ở chính nhỏ bao lét mất tiêu rồi, chạy về nhanh đi ta ra ơi, tôi sẽ giữ chân tôi đó lại. Quay bao búa và đó là khả năng hồi phục quá khủng khiếp, quá ghê gớm đến từ Uma, và thằng khỉ nó vẫn đang núp lùm tại nơi kia. Trời ơi, khỉ ơi là khỉ, mà tôi không còn bất kỳ một lời lẽ nào để có thể diễn tả được cái mức độ chơi hay ho này của khỉ cả. Anh ta chơi với một cái chiến thuật chờ o cho sắt, chắc chắn là như vậy rồi. Còn Caesar phút thứ 20 này nó đang bị bỏ ngỏ, và bên kia họ vẫn đang còn một cái khả năng phòng thủ, những cái pha bay đến từ cô nàng bé chim ấy, lộn bé dâu, và nó
mang một cái khả năng là xua đuổi được Kano bên kia. Giờ phút này đây, bên kia họ vẫn đang ở cái trạng thái là giải tỏa áp lực đến từ những con Mega Crab. Và chúng ta vẫn đang nằm ở cái kèo chủ động về mặt địa thế. Và liệu rằng chúng ta có tận dụng khoảng thời gian này để mà có thể ăn được cho mình con Caesar hay không đây. Nhưng tôi thấy được rằng cái lăng lông lóc đến từ thằng Zip rồi kia kìa. Vâng, đây cho mình thì có bằng cái xương đến từ con nàng bé chim. Còn lúc này bé dâu bắt đầu bay lên, chim bắt lộ bé dâu bắt đầu bay lên, tốc biến lên để có thể thu nhỏ được khoảng cách. Và cô ta đã có thể lấy được cho mình giam hồi sinh rồi, nhưng đó là sự cơ động đến từ Na. Nhào lộn quá ghê gớm đi, phù chú trường sinh cũng đã được lên rồi. Về món trang bị này, nó sẽ mang lại cho chúng ta cái khả năng B-Rabat quay ngược trở lại giao tranh một cách rất sớm. Chúng ta vẫn đang nằm với kèo chủ động, chúng ta không dám mang Caesar bởi vì chúng ta chưa đủ tự tin khi không có con nàng Violet. Nhưng đó là một tình huống mạo hiểm, đó là một tình huống nghĩ rằng tụi mình đang ăn Caesar đó thằng Bijan. Thằng Bijan đã phung phí sinh mạng rồi, nhưng con nhỏ Violet di chuyển cái quần què gì vậy má? Trời ơi, nó AFK luôn rồi má ơi. Con nhỏ Violet nó AFK luôn rồi, khó khăn là chồng chất khó khăn cho phía đội xanh của mình. Một thằng thì phá game, một nhỏ thì AFK, làm sao chúng ta có thể chiến thắng được đây? Sát thương vật lý đến từ tụi mình là vô cùng nhỏ bé. Violet đang vẫn đang nhào lộn, trạng thái suy nhược đang bật lên đến từ con đèn của ta ra. Sát thương vật lý là một, nhưng chúng ta đang chiến đấu bằng sát thương tinh thần đây nè. Và ta bé dầu bay lên đi bạn ơi, lượng cốt tử quang được dựng lên rồi. Nhưng rõ ràng đội bên kia chúng ta thiếu hụt viên sát thương, chúng ta không thể nào chống cự được đối với đội bên kia cả. Nhưng lui đi má ơi, nó dữ quá. Thằng Na kia kìa, nó đang chặn lính lại. Tara, cô ấy đang bị bòn đúng sinh mạng của mình. Cô ấy đã bị khí tuyệt thần vòng rồi. Còn được cho mình phép bộ đội tốc biến. Vẫn là những tình huống nấp lùm đến từ thằng khỉ. Nó vẫn đang chơi với chiến thuật là ngờ u. Bình tĩnh lại, cùng nhau xem xét tình hình nào. Anh em có thể thấy được rằng đội bên kia họ muốn ăn được cho mình con Caesar thì họ sẽ phải giải tỏa bớt áp lực đến từ những con Mergrafrep. Và đây là thời điểm phút thứ 22 của ván game này rồi. Những con Mergrafrep nó bự chà bá lửa luôn đó. Lấy được cho mình cái liềm đập mạnh đến từ thằng khỉ ống chó rồi. Nhưng đó chỉ là một cái lợi thế nho nhỏ mà thôi, anh em cần phải cảnh giác. Nó đang có những cái động thái di chuyển vờn quanh hang Caesar này để nó xem xét tình hình. Nếu như đây là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa thì nó sẽ ăn được cho mình con Caesar. Và bài nằm tắt nội tài đến từ bé dâu không còn kỹ năng nữa, bảo sư kia được phóng ra. Đệ tứ đang tiến hành tê giải, đệ tứ bên lộn, đệ tứ đang tiến hành làm tê tái đường bên kia, đệ tứ bên kia đã bị hạ bệ rồi. Bất tử từ đây, đệ tứ bên này vẫn có thể sống sót được và liên tục tạo ra được những tình huống làm chó. Và các bạn có thể thấy được rằng khả năng xem heo liên tục hồi phục đến từ phù chú dựng sinh đang dần bắt quy tác dụng của bên kia. Đệ tứ bên này đang chống cự với năm thành viên đội bên kia, đội bên kia vẫn đang phòng ngự một cách quá chắc chắn thì lăn lông lóc được người ship vẫn đang còn một lượng máu quá dồi dào vì còn được cho mình cái sự phò tá đến từ Tara ở đây nữa. Thì hy vọng của tụi mình vẫn còn. Tôi vẫn đang dùng những cái câu từ trấn an để cho đồng đội có thể vững kết hơn về mặt tinh thần để họ có thể win my round. Giờ phút này đây, cái con Caesar nó đang ngày càng xa vời đối với tụi mình rồi. Xác suất cao tụi nó đang ăn Caesar bởi vì bóng dáng của thằng Na bị biến mất trên bản đồ. Chúng ta cần phải di chuyển tới hang Caesar nhanh lên nào mọi người ơi. Ok, nó chưa ăn Caesar, nó không đủ tự tin để làm điều đó. Và đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Những con Mergrafrep nó đang đẩy vào quá cao và quá sâu đối với phía đội bên kia. Và tôi đang dắt theo con nhỏ Violet AFK. Cái việc mà có AFK trong đội hình như thế này nó sẽ trở thành một cái áp lực tâm lý đối với các thầy bên kia. Bởi vì nhiều khi nó nghĩ rằng con nhỏ Violet không AFK. Đó là thân địa xa thú bắt đầu mở đầu giao tranh rồi. Tăng sát thương rất tốt đến từ con đèn Tara. Đây là những pha nhào lộn, nó tương đối là lộn cái bờ đến từ con nhỏ Violet. Nhưng không sao cả, đó chỉ là một con bùa nhìn mà thôi. Tôi đang cố gắng bảo kê cho con đèn bé dâu. Thằng Na nó đang focus sức mạnh của con đèn Gata. Gata bắt một tay lên bằng giờ AK cho mình các loại thiên dược và lông chim đang bay ngập trời đến bên kia. Lô cốt tử quang bắt đầu dựng lên rồi. Bọn đi cái đại địa mở trối, sát thương được bò vào đến từ con bài 2 giờ tay. Chỉ không sao cả, chúng ta vẫn đang quay tay mà có gì mà các loại bùa đang vô cùng tiền bay máu vẫn còn. Đó là kỹ khô đang vẫn đang chơi với chiến thuật là ngờ. Vẫn đang là những tình huống nấp lần còn được cho con bông sôi được lúc này. Bắt lấy quay người nước này có gì mà cây đăng thiên dược nhưng không có đối tượng focus tài nơi đây thì bắt buộc rút lui rồi nào. Mà khỉ nó vẫn đang đẩy, trời ơi, nếu như có con khỉ cái pha đó là có thể thắng rồi. Caesar đang còn bị bỏ ngỏ, nhưng con Mergrafrep đang đang quá cao bên bên kia, đó là Na. Trước khi mà nó nằm xuống, nó là có thể sơ tải được cho con Caesar phút thứ 25 của ván game này rồi. Tia hy vọng của phía đội bên kia nó vẫn còn đó. Nhưng liệu rằng nó có đủ sức để có thể phòng ngự được cái thế tấn công này hay chăng đây? Tôi cũng quá mệt mỏi với đội hình này rồi. Tôi không còn gì để mất cả, chúng ta buộc phải chơi theo chiến thuật là go beat or go home. Liều thì ăn nhiều, quất nó luôn đi nào. Dù chúng ta chỉ còn 4 người đội bên kia, chỉ còn 3 người mà thôi. Sự vượt trội mặt lực lượng họ có thì dùm được con xe ra tiền phong. Initia đến được con Yata bên dùm được con bông xôi. Con đúng này phá nhà dùm con đi mấy ông nội ơi. Đập nhà phá nhà dùm con đi. Đang cố gắng làm tê giái. Lộn, đang cố gắng làm tê tái. Xuân mày của các đội bên kia. Và nhà chính đang dần dần nổ. Đã phải nổ rồi.